Quý vị và các bạn thân mến, di tích khảo cổ học là một di sản quý giá của các thế hệ trước đây để lại trong lòng đất cách nay hàng ngàn năm. Nó chứng minh cho sự sống của các nhóm dân cư sống lâu dài trên khu vực này từ ngàn xưa. Trong chương trình khoa học công nghệ và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận về sự cần thiết của đề tài khoa học, điều tra xác định và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các di tích khảo cổ học ở Tây Ninh do bảo tàng tỉnh kết hợp với viện phát triển vùng Nam Bộ thực hiện và được triển khai thực hiện. Tây Ninh là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trên vùng đất giáp ranh giữa hai khu vực đồng bằng rộng lớn, Đông và Tây Nam Bộ. Địa hình của vùng đất Tây Ninh rất thuận lợi cho cuộc sống của các nhóm dân cư sống lâu dài trên khu vực này từ ngàn xưa đến nay. Lịch sử khai phá vùng đất Tây Ninh, người xưa đã để lại trong lòng đất nhiều di tích văn hóa khảo cổ quý giá, đa dạng và phong phú, kéo dài trong quá trình lịch sử. Từ thời tiền sử có niên đại cách ngày nay trên 3.000 năm, đến các thời kỳ lịch sử thuộc văn hóa ốc eo, hậu ốc eo về sau này. Những phát hiện khảo cổ học trên vùng đất Tây Ninh được biết từ rất sớm, ngay từ những năm đầu của thế kỷ 20 của các nhà nghiên cứu khảo cổ người Pháp với những di tích khảo cổ như Tháp Cổ Bình Thạnh, khu di tích Phước Chỉ ở huyện Trảng Bàng, di tích Miếu Bà Bến Đình thuộc huyện Bến Cầu. Đặc biệt, từ sau năm 1975 đến nay, các cán bộ bảo tàng tỉnh cùng với các cán bộ nghiên cứu khảo cổ học của Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khảo cổ học Hà Nội đã tiến hành nhiều cuộc điều tra khảo sát, phát hiện các di tích khảo cổ học trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc đã phát hiện khá nhiều những địa điểm khảo cổ học mới, còn phát hiện được nhiều di vật bằng đá, bằng đất nung và bằng kim loại thuộc các thời kỳ lịch sử khác nhau. Trước tình hình trên, Quỹ ban dân tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định số 1108 phê duyệt đề tài khoa học, điều tra xác định và đề xuất giải pháp bảo tồn phát huy các di tích khảo cổ học ở Tây Ninh, do Bảo tàng tỉnh kết hợp với diện phát triển dùng Nam Bộ thực hiện và được triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2009. Đề tài là một trong những biện pháp cần thiết nhằm xác định cụ thể các di tích khảo cổ học trên địa bàn tỉnh, giúp các cơ quan chức năng có giải pháp và biện pháp bảo vệ hữu hiệu, tránh sự vô tình xâm hại, hủy hoại các di tích khảo cổ học còn nằm trong lòng đất do những hoạt động trong quá trình phát triển kinh tế hiện nay, khi chúng ta chưa có điều kiện khai quật nghiên cứu các di tích khảo cổ học trong tỉnh cho đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện được 4 di tích thuộc thời kỳ tiền sử, có niên đại khoảng 2.700 năm đến 3.000 năm. Đó là các di tích Dinh Ông, Bà Đào, Cao Sơn và Cầu Khởi. Điển hình như di tích Dinh Ông ở ấp Dôi, xã An Thành, huyện Bến Cầu, khai quật năm 1990, tổng số các loại rìu đá, đục và bàn mài bằng đá thu thập lên đến hơn 200 chiếc. Hàng ngàn mảnh gớm cũng đã được tìm thấy trong diện tích khai quật chỉ 60 m vuông. Các loại hình công cụ đá và gớm được nhận định sẽ giúp các nhà khảo cổ học giải quyết sự diễn tiến văn hóa trong quá trình trào tỏa và chiếm lĩnh dùng đồng bằng thấp của những cư dân dùng cao. cái văn hóa Đồng Nai là ở Tây Ninh nó rất là nhiều cái vị trí khảo cổ học, nó có cái niên đại như nãy chú cũng đã trình bày. Đấy, thì ở đây là một điển hình là như gọi Vinh Đông là một là đây là cái vị trí rất lớn. Đấy, thứ hai là cái cái bà đao bà đao nó cũng cách gần đây thứ ba là cái gò cao sơn thứ tư là cái thành thành tròn ở dưới là cầu cởi giá trị của cái về cái 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 cái, cái, cái di tích khảo cổ học thì chính bản thân nó đã chứng minh cho cái thời kỳ đó đã có con người sống sống ở trên cái vùng đất này rồi cụ thể như thế đấy mà cái người đó cách ngày nay chúng ta là khoảng ba năm ba năm thì cái thì cái môi trường cái xã hội lúc đó thì nó đã nói lên được cái nền văn hóa của cư dân cổ thì từ trước đến giờ thì giữ là gìn giữ đây tôn tạo rồi những đề như an ninh rồi này cứ há bất cứ cái gì cũng đây tốt đẹp hết bản thân thì gìn giữ vậy chứ không có không có chẳng hạn như mình không có vi phạm nữa mình không có đào sới hay hoặc là mình chặt cây chặt cấu này kia mình giữ lại cho nó có nét đẹp nó còn trong thời gian gần đây tây ninh đang trên đà phát triển kinh tế mạnh mẽ nhiều dự án của các khu công nghiệp khu dân cư đang dần được hình thành đường giao thông kinh mương nội đồng phục vụ cho công và nông nghiệp đang phát triển nhanh chóng do đó tình trạng đào lấy đất sang ủi các gò đất để sản xuất đã vô tình phá hủy khá nhiều di tích khảo cổ học thuộc thời kỳ văn hóa ốc eo, hậu ốc eo ở nhiều địa phương trong tỉnh. Theo thống kê, trong số 120 di tích được phát hiện trước đây, thì có 29 di tích đã bị mất hoàn toàn do bị đào lấy đất hoặc sang bằng để lấy đất sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, đề tài điều tra xác định và đề xuất giải pháp bảo tồn phát huy các di tích khảo cổ học ở Tây Ninh ra đời đã đáp ứng được tính cấp thiết cho việc tiến hành các cuộc khảo sát, phát hiện các di tích khảo cổ học để có giải pháp xử lý kịp thời, nhằm tránh sự quỷ hoại hay mất đi. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 di tích khảo cổ học đã được tu bổ trùng tu khoanh dùng bảo vệ di tích cấp nhà nước. Đó là di tích tháp cổ Bình Thạnh thuộc xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, di tích tháp cổ Chót Mạc thuộc ấp Sớm Mới, xã Tân Phong, huyện Tân Biên di tích cổ Lâm Tự thuộc ấp Thanh Đông, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Ba di tích được khoanh dùng bảo vệ thuộc di tích lịch sử cấp tỉnh, đó là di tích Miếu Bà Bến Đình, di tích Gò Dinh Ông, di tích Gò Cao Sơn. Đồng thời qua các cuộc điều tra khảo sát các di tích khảo cổ học ở Tây Ninh, trong khi thực hiện đề tài này vừa qua thì cũng đã tìm thấy rất nhiều di tích khảo cổ học quy mô lớn, còn được lưu giữ khá nguyên diện cần được làm hồ sơ di tích để trình lên cấp có thẩm quyền nhằm được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây cũng là một cách nhằm bảo vệ các di tích khảo cổ khỏi bị xâm hại. Như vừa rồi là Bảo tàng Sở Văn hóa kết hợp cùng với sở khoa học công nghệ và trung tâm khảo cổ học là làm cái đề tài về điều tra xác định và bảo tồn các cái di tích khảo cổ học ở tận tây ninh chúng ta. mục đích để làm gì? mục đích để chúng ta giữ gìn giữ nó lại để có điều kiện tốt nhất chúng ta sẽ tiến hành khai quật, thấy không? rồi bảo tồn, trưng bày mở để giới thiệu cái nền văn hóa cổ của, của Tây Ninh nó riêng và cái cả, cảnh đồng bộ đi chung. Di tích khảo cổ học là một di sản quý giá của các thế hệ trước đây để lại trong lòng đất cách này hàng ngàn năm. Nếu để mất đi thì dĩ nhiên sẽ không thể nào tạo dựng lại được. Do đó, đề tài điều tra xác định và đề xuất giải pháp bảo tồn phát huy các di tích khảo cổ học ở Tây Ninh đã đóng góp thêm những cứ liệu khoa học trong việc tìm hiểu lịch sử cổ xưa của Tây Ninh nói riêng, Nam Bộ nói chung. Kết quả của đề tài góp phần bổ sung kiến thức khảo cổ học Tây Ninh trong việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đồng thời bổ sung những cứ liệu khoa học cho các cơ quan ứng dụng kết quả nghiên cứu nói trên nhằm có những hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh mang tính bền vững. Đó là phát triển kinh tế, đi đôi với việc dinh giữ, và phát huy các giá trị dân quả. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình khoa học công nghệ và đời sống hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân mến chào tạm biệt.